Hello xin chào mọi người nha. Thì hôm nay anh em mình có chuyến đi Vinh đấy. Thì bây giờ mình sẽ bảo người em mình đèo ra bến xe gần nhà mình mà. Thì mình sẽ ra trước anh em và anh em sẽ ra sau. Nên đưa mình ra bến xe. Ok xin chào mọi người nha. Thì mình đã đến bến xe rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đi tìm anh em. Không biết anh em đang đứng đâu. Mà 7 phút nữa lên xe khởi hành rồi. Giờ chưa biết nhau ở đâu. Đấy, bây giờ mình sẽ đi bộ rồi. Người yêu mình vừa đèo mình đến. Ok, bây giờ mình sẽ tắt máy đi để mình đi tìm anh em nhé, không trễ chuyến. Ok nha, thì bọn mình đã lên xe rồi. Tí thì muộn xe. Mạnh mạnh. Lại tay mạnh. Thế tay. Anh đi đúng giờ luôn. Chắc lại mấy ông kia. À đây. Phải làm rớt để cho nhanh, không ngồi 6 tiếng đồng hồ mày tắt. Xiang ơi. Xiang là quả lọ ra. Chào xe mùa nha, thì mình vừa dạy suốt. Đây là đến đâu rồi nhỉ? Đến nơi nhỉ? Chả biết nơi chưa? Ok nha, bây giờ mình sẽ đợi xe để đi về khách sạn này. Tắt máy đi, livestream máy lại. Cái dai. Ô, đồng nghiệp, đúng chưa? Anh ơi, anh làm YouTuber đúng không ạ? Vâng ạ. Ồ, em làm YouTuber nhỉ? Anh ơi, em làm YouTuber à? Ồ, hay anh ơi, YouTuber. Cái này anh chồng quá. Đồng nghiệp. Em cũng vậy. Ồ, đồng nghiệp, đây là đồng nghiệp mới này. Anh vào đây làm gì nhỉ? Em vào đây... Anh vào đây làm gì đây? À, em đi quay cho cái MV mới ra ở Sơn Tùng. Em sắp ra, sắp ra. Em xuất khẩu ra đâu? Xiang à? Mỏi không? Cậu đã chú ý đặt. Vin and Bin, Vin and Bin channel. Đặt cái tên chả muốn hỏi lại. Anh trên vlog. Ok. Lại làm đồng nghiệp. Kênh của Mạnh tên là gì? Kênh của tôi tên là DM à? Là vào sốt. Hả? DM vào sốt. Anh hiểu anh. Bây giờ à? Đây là chân dung của YouTuber buồn ngủ nhất Việt Nam. Ngủ nhiều nhất Việt Nam. À đây. Đi ra đây ở ngoài sảnh. Rất là đẹp. Mẹ em không biết này. Mũi đeo trang gái mình quay quay. Số rồi. Nhóm anh em mình dần dần thành YouTube rồi.
đi chắc là anh đây đây à? To nhỉ, đi bán gì một đoàn. Thế anh em mình hướng nội nhất chắc ba anh em mình ở một phòng được. Hướng nội mà em thất vọng với anh em mẹ, em quá thất vọng. Anh mạnh mà đàn mặc chiếc này đẹp ạ, đẹp trai em chưa? Đẹp không? Phong cách là để nó trọng. Không, nó bị thế đấy. Mà anh định qua đi em cô ấy mua cái đôi giày giống sơ đàn. An hình như An hôm trước mua một đôi. Mua đâu? Không mua á? Không mua nữa hả? An làm căn cước đi hay là gì không? Có ảnh thôi. À, có. Ok. Nhà mình ơi. Ok nào luôn nha. Nào. Đang quay. Ok. Thank you. Thế anh em phải thấy là đi đừng mong được. Ừ. Bật à. Hai phòng à? Ừ, hai phòng. Ok, sao? Bên này vẫn thế. Đi. Đâu có gì? Đây. Có gì không? Đi cơ ê, chất không? Phòng mình đuôi. Đuôi à? Có đuôi rồi. Đấy, view đá bóng này. Phòng mình sút tê. Em mới chụp đá hay lì đá xuống. Ờ. Thôi kiểm tra kìa. Ở đây có nước ngon không? Có. Có tối mình đi mua. Có hết rồi. Sửa đều sẵn cây ấy. Vâng. Dạ vâng ạ. Đây phòng mình đây. Phòng mình đây, mình không đuôi. Chào mừng em đến với nhà của anh nha. Nhìn lên. Trời đây. Ui, nóng mấy luôn. Đó nắng nó gió đây. Kệ tôi. Kệ bọn tôi. Tôi cần đéo view. Hello nha, mình chuẩn bị đi ăn rồi. Mọi người đang chuẩn bị đồ đi ăn nha. Sang, sao mà nhìn anh buồn đấy? Anh không muốn đi đúng không? Tại sao không? Tại sao? Bởi vì Dung không đi. À, thế à? Ừ. Dung đi làm gì? Hả? Hả? Con thầy vợ bạn cái cơ quan. Chết con mẹ mất ba người rồi. Hết bao giờ. Đấy là outfit của Đức Mạnh. Đang thay gói ấy. Gói 1N ấy. Nhìn một quán hơi Mỹ ấy.
1L. Hơi đi. 7G tôi dùng hết luôn. Nhìn Ngọc còn hơi đi. 1L hình như chịu rồi. Ủa, phòng. 10. Phòng này hơi bừa. Thế nha, bây giờ anh em mình sẽ biến phát ra quán ăn nha. Ok nha. Đến nơi đến quán này. Ốt Hoàng Thắng đâu? Ăn đâu? Ăn tháng đâu? Ê, vào ngồi đi. Anh đi 8 người. Ngồi hai bàn ghép vào cũng được. Ok. Bình thường phải lên nhậu ngoài. Không bình thường ạ. Không nhậu. Lẩu khế gạo bò nhá. Lẩu khế gạo bò nhá. Chịu. Em biết gì đâu, hỏi A này. Lẩu khế gạo bò thì ăn lẩu khế gì nữa. Vẩy khế. Vẩy khế. Lẩu khế ạ. Vẩy khế. Lẩu khế gạo bò một. Vẩy khế. Một hay hai nhỉ? Một hay hai nhỉ? Một mẹ chị ấy gọi hỏi. Chào. Rồi đâu rồi, mình bắt cóc này. À, anh Đức Thừa. Ta sẽ đi cho mày đi từ. Mọc đâu? Đâu? Mọc. Minh Đạt. Lơ địch của mày. Mọc Dũng. Ok thì đồ ăn đã lên rồi này đấy. Lẩu vẩy khế. Anh xin nha. Hôm nay không sống. Anh sinh đôi của mình. Tôm này màu xanh nhỉ? Giống tôm càng xanh của ở biển này. Không biết ăn lưu thế nhà. Đạt ăn sống nhá, ăn gỏi nhá Đạt. Đố Đạt biết đây là tôm sông hay tôm biển? Em không biết phân biệt đâu mà. Đây là tôm sông, tôm biển là ở cái phần chân này của nó ấy, nó có nhiều cái tua rua. À. Đây tôm sông đúng không anh? Đấy. Vẩy khế cùng xe. Mời mọi người ăn nha. Ông bố đâu ăn? Ông bố rồi bạn. Ông bố rồi bạn. Ông bố rồi bạn. Ông bố rồi bạn. Đi lại cho nó. Vô ở đâu? Có ai nữa không? Ờ. Ờ, má nha. Má tôi xin quả. Đấy là nó ấy kiểu người ta bị yểm bùa ấy. Sợ nhỉ? Sợ. Nhiều người bị ta yểm bùa. Con ma. Sô bít bị yểm bùa nhiều lắm. Hại nhau để dìm nhau xuống. May trên TikTok không có kiểu trên lúc mà. Chả yêu mấy con dân tộc nữa. Nó kiểu của bạn trên. Này ăn nhá. Chí chơi này. Có tên nặng được không? Cầm heo được không? Ờ. 2, 3. Mời mọi người ăn nhé. Mời mọi người ăn nhá. Đó lên. Bữa ăn gọi là đầu tiên tại. Anh Hưởng không mang mic gì à? Anh có mà. Anh mời mic để bao tiền? Có mấy trăm nghìn thôi à. Thế là triệu mấy tuổi là cô đấy. Anh đi ra cơ sở của nó bên những cái mà lắp bao nhiêu tất cả cùng hết. Rất ngon. Đây nha, anh em từ Hà Tĩnh đi lên này đấy. Hoàng Thắng này. Ngồi đây. Anh đi xe máy lên đây à? Hả? Tôi gần đây mà. Máy nhà Minh. Nhà đi từ nhà cầu. Đi ở đâu nhà cầu mà? Mày ở đâu? Em ở gần nhà Thắng. Ừ. Hai thằng phi từ em đi xe buýt từ ở nhà tôi mà
Em đi xe buýt tôi đi xe buýt ra đây nhưng mà nhà tôi có anh ở đây ấy. Thế tí nữa anh về nhà cậu anh ngủ tiếp. Ờ, anh với Quân mình bạn về đúng quả. Ờ, tôi về đúng quả luôn. Bữa nay em trả tiền nhá. Ok, bây giờ bọn mình ăn xong rồi. Rất đông fan xin chụp ảnh với hưởng. Bây giờ bọn mình sẽ đi qua Miganco để mua quần áo, xong sẽ qua shop của anh Tất Thành mua ít đồ cho Mạnh. Chú ảnh cái ảnh với Edo. Mạnh này, giỏi lắm. Cắt. Giỏi lắm. Thấy mà. Mạnh đi xe máy với Quân. Ok, thì anh em mình sẽ đi ra bắt taxi rồi đi ra Miyanko nha. Tóc mình vàng quá. Quán ngon. Đấy, thành phố Vinh này. Đây là lần đầu tiên bọn mình đi Vinh. An đây là lần thứ mấy An đi Vinh? À, lần thứ 10. Mười mấy à? Ok, thì mình đã đến Miyanko này với có nhạc bản quyền là mình không quay được. Bây giờ mình quay được nha. Mạnh hơi bị ngáo. Bây giờ mình sẽ ra shop của anh Tất Thành nha. Ơ, trên level này. Myson. Ờ, Myson luôn trên level. Myson don't make it level. Chắc gì? Đây còn là... Chơi, đây mấy. Cầm vào bảo phách. Chết chơi lên mà. Season 1 đây. Infinity Love này. Chí mạng phép. Đau. Á. Ê, giờ mình chơi một cái áo lên rồi. Ơ, sao mà miên. Ok, thì mình đã đến shop của anh Tất Thành rồi này. Không phải đâu. Ai bảo anh chạy mình có sai đâu. Có đang có camera bạn ạ. Thôi tắt đi hỏi chuyện gái. Ok mình tắt để cho anh em bàn chuyện thầm kín nhá. Buồn của Mạnh này đấy. Đi chả mang cái gì đi, chưa mua được cái gì. Sẽ ra shop phòng văn thông. Rất là buồn. Có thằng này. Chân voi quá. Cay quá. Đi ok, anh em mua đồ xong rồi này. Mỗi đứa mua một tí này. Mạnh mua nhiều nhất nhưng mà Mạnh cũng chả mua cái gì. Rồi. Mua đôi giày. Áo. Với áo. Mặc trong 3 ngày, hay xịt. Đấy. Kém. Ok giờ đi đâu? Nốt đi đi luôn phải cái chắc đồ làm gì nữa. Ok. Còn về cái đồ nữa. Chắc là giờ bọn mình sẽ đi ra phố đi bộ hai lần đấy. Bây giờ mình sẽ đi ra luôn nha mọi người nha. Ok thì giờ bọn mình sẽ về thay đồ nha. Đây. Nhớ à? Không tại bạn to quá nhìn không rồi. Đồ, à, đưa vào đi. Ăn rồi này. Anh thật phòng với em á. Em thật phòng với anh á. Anh này cao ấy, cao văn hội rồi. Mạnh à, hôm trước đi khám là... 1m84. 84 à? Ừ. Tưởng khám bệnh gì cơ. Khám tổng kim. À. Thôi đi khám tổng kim. Bây giờ bọn mình sẽ đi thay đồ nha mọi người nha. Ok nha, thì bây giờ bọn mình sẽ đi ra cà phê rồi tí bán bia này. Đấy. Ba anh em cùng phòng nhau mặc áo giống nhau. Áo lớp, người ta gọi là áo lớp. Ok giờ bọn mình sẽ xuống bắt xe nha. Ok à, nhìn anh em mình giống dân đi nhảy không? Giống HKT.
Nó hát cái T. Giờ anh em mình sẽ. Dạ. Em không biết ạ. Lát lên tìm quán. Em ở người đây đâu? Ơ, nhưng mà giờ đi ra quán nào? Hai lần phố đi bộ à hay sao? Ok, taxi my love. Đi đâu đấy? Còn em cho em ra hai lần phố đi bộ. Đây bọn mình sẽ uống nước ở bên kia, ở bên hai lần. Dài bố. Bọn mình tía, bọn mình sẽ lên kia nhảy. Nhìn mà mình rất giống mấy kiểu dancer mặc đồ với nhau luôn. Đây là nhóm trưởng này. Nhóm trưởng. Nhóm trưởng. Nhóm trưởng. Ôi chói đèn quá. Không biết anh em ngồi đâu. À kia kia kia. Đây đây Mạnh ơi. Ok. Ô, mấy em đi Vinh à? Đi mà ơi, bọn em đi diễn đây thôi. Đi chung áo, đi diễn đi mà. Không, đi kiểu nhảy ở trên kia tí lát lên cái nhảy mà hát một đoạn này đúng không? Theo tôi lên kiểu. Ô thế nào gặp anh em. Gặp vàng thôi. Đây này, đấy, đi uống nước của anh em tôi lúc nào cũng mỗi người cầm một cái điện thoại này. À, cũng cầm mấy điện thoại. Ô, đồng nghiệp không quay nữa à? Đang nhắn tin một gái. Thì mình với Xeo với Đức Mạnh sẽ lên kia nhảy này. Ok, giờ mình sẽ lấy nước nha. Mạnh ơi. Bưng bê. Mọi người biết cái video mà kiểu người ta hay cắt kiểu ngày hôm nay tôi không ổn đâu, kiểu bê nước xong đổ hết sạch luôn đấy. Đổ một câu đổ hết sạch đấy, tí Mạnh làm khác rồi. Được hưởng đá mua trà sữa cho thì mình cũng sẽ được ấy. Sống mười mấy năm lên đời. Ok rồi anh em mình đến quán bia rồi này. Giờ chắc là bắn mình sẽ không quay nhiều đâu tại vì tập trung bắn. Cái gì à? Cút. Không. Mời bố. Đối thủ của mình hôm nay sẽ là Huy Đức. Kèo bao lẩu. Bàn sẽ là bàn mít tơ sung. Ôi hết bàn rồi. Ok nha, mình sẽ tắt máy rồi. Ok nha, thì bây giờ là 2 giờ rồi. Bọn mình sẽ đi ngủ để mai đi ăn sáng này. Đi ngủ đi. Ngủ đi. Hờ tí bố. Chơi tí vào bố.